Xịt sơn. Hôm nay thì nó sẽ có hai loại. Một loại dành cho trời mưa, một loại dành cho trời khô. Vì sao? Cái loại mà dành cho trời mưa á là nước cặn bẩn hay gì do khi mà nó trôi qua dính lên sợi sơn nó sẽ ít bám hơn. Còn mà loại xài cho trời khô á thì nó sẽ có độ bám dính rất là nhiều. Đấy, nhưng mà hôm bữa nay mình sẽ có vẻ như là bữa nay hết mưa rồi. Nên mình sẽ đổi qua cái chai Spider này. Cái chai Spider này á nó giống như đúng nghĩa như cái mạng người nhện á. Khi bạn xịt vô á, bạn để yên khoảng chừng trong tầm 5 phút sau khi xịt là bạn chỉ cần lấy tay bạn đụng vào là bạn có thể kéo chỉ giống như tơ nhện á. Vì thế nên cái sản phẩm này kêu là Spider. Cái sản phẩm này nó cũng là Thái Lan. Giá cũng không cao mà cái chai rất là nhiều. Một chai này mình đã xài hết mấy tour rồi vẫn chưa hết. Một lần mình xài một chai này có thể được 20-30 chiếc xe. Đấy, quá rẻ, quá bổ dưỡng. Nguyên một tour toàn bộ các anh em mình chỉ cần xài một chiếc thôi. Đấy, bây giờ mình bắt đầu xịt sơn nhé. À, cái này là mình xịt làm mẫu thôi. Chứ mà mình xịt hết luôn chắc nó thời gian nó dài lắm. Nên thôi mình làm kiểng thôi. Mình làm kiểng á. Thôi mà mình làm nhẹ cái xíu thôi nha. Đấy. Đấy, xịt sơn lên. Cái dung dịch xịt ra nó có màu trắng sữa đục. Vì cái xe này nó dơ quá rồi nên thôi mình cũng không quan tâm tới cái chuyện mà nó có dính vô cùi mâm hay cùi dĩa không nữa. Tại vì xe nó đã dơ sẵn rồi, thấy không? Đấy. Nhưng mà mình chỉ coi cái hiệu quả là nó bám dính ra như thế nào. Đấy. Đấy, các bạn có thể chú ý nè. Mình vừa mới xịt vô và các bạn có thể thấy là mình đang kéo tơ nhện. Đấy, ngay trên tay mình. Ở những cái nơi mà mình xịt dưỡng sơn vào. Đấy, cái độ dính của nó gần như là tức thì. Đấy, chỉ vừa xịt vào là nó có thể dính. Điều này giúp cho bạn chắc cú nè, bạn nhìn nè. Nó giống như là keo vậy á. Đấy, nó giống như là keo nè. Đó. Chính xác. Đấy, vì thế nó gọi là Spider. Cái sản phẩm này á, tôi hứa với bạn luôn. Bạn đừng có lo cái chuyện mà bạn xịt vô là chạy cái sơn nó sẽ văng vô mâm bạn. Quên đi chuyện đó đi. Nó sẽ không bao giờ văng lên mâm đâu. Đấy, vì thế mình rất là thích sử dụng cái sản phẩm này. Đấy. Đấy. Chỉ thế thôi. Cái sản phẩm này á, nó là của Thái Lan 100%. Thậm chí đến cái ngày mà tháng sử dụng của nó, nó cũng xài lịch của Thái Lan. Có nghĩa là lịch của Phật giáo. Hiện nay đang là năm 61 hay 62 của Phật giáo gì đó. Và nó xài niên hạn tới năm 66 Phật giáo. Đấy, chỉ vậy thôi. Kỹ sư Hẻm và anh em đi chung tour chào mọi người và hy vọng mọi người sẽ có một cái mẹo mà vệ sinh sơn, vệ sinh xe rồi xịt sơn. Tất cả chỉ gói ghém 10 chiếc xe trong vòng chưa tới 20 phút, 15 tới 20 phút thôi. Còn nếu mà một chiếc xe mình nghĩ chỉ mất khoảng 3 phút. Đấy, chính xác cỡ đó, 2 tới 3 phút. Chào mọi người.